Tối ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại công viên thị trấn Chợ Mới, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới đã long trọng tổ chức lễ công bố công trình khoa học sách Cù Lao Ông Chưởng Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển 1700-2020. Đến tham dự có ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ban ngành tỉnh. Về phía Chợ Mới có ông Võ Nguyên Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Ngô Hoàng Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo tỉnh huyện, cán bộ hưu trí huyện qua các thời kỳ, lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và nhân dân trong huyện đã tham dự lễ. Hơn 2 năm nghiên cứu, hội thảo về lịch sử hình thành và phát triển con người dùng đất Cù Lao Ông Chưởng, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cùng với sự giúp đỡ của các sở, ban ngành tỉnh, đặc biệt là Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang, sự đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân qua các thời kỳ, sự hỗ trợ tích cực từ phía các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên và nhân dân. Công trình khoa học Cù Lao Ông Chưởng Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển sơ thảo được xuất bản có độ dài gần 400 trang và 107 hình ảnh, được chia làm 3 phần 8 chương, trình bày về lịch sử hình thành, địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, dân cư, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1700 đến năm 2020. Chính sự kiện tiêu biểu như sự kiện đánh dấu mốc hình thành và xác lập vùng đất Cù Lao Ông Chưởng Chợ Mới, chiến thắng Dàm Nao Cổ Hủ năm 1833-1834, thành lập chi bộ đảng đầu tiên tháng 4 năm 1930, khởi nghĩa Nam Kỳ tại Chợ Mới tháng 12 năm 1940, giải giáp quân Nhật tại Cù Lao Diên tháng 9 năm 1945, chiến thắng Chân Đùng tháng 7 năm 1947, chống càn tại xã Hội An tháng 12 năm 1964, giải phóng Tây An Cổ Tự ngày 6 tháng 5 năm 1975. 24 nhân vật tiêu biểu như Nguyễn Văn Thư, Lê Triệu Kiết, Nguyễn Văn Hưởng, Lương Văn Cừ, Lê Tín Đôn, Nguyễn Quang Sáng, Huỳnh Thị Hưởng, cùng với 10 di tích lịch sử cách mạng và kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu được xếp hạng gồm chùa Bà Lê, cột dây thép, phủ thờ Nguyễn Tộc, phủ thờ họ Dương, đình Long Kiến, đình Tấn Mỹ, đình Trà Thủ, chùa Long Hòa, dinh Nguyễn Hữu Cảnh ở Kiến An, dinh Nguyễn Hữu Cảnh ở thị trấn Chợ Mới. Sau buổi lễ, quý đại biểu và đông đảo nhân dân được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật phản ánh sự hình thành và phát triển Chợ Mới suốt quá trình 320 năm do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang biểu diễn, việc hoàn thành biên soạn, xuất bản và công bố sách Cù Lao Ông Chưởng Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển 1700-2020 là việc làm đầy ý nghĩa để tri ân tiền nhân, tri ân các thế hệ đã góp công sức trí tuệ và cả sinh mệnh để khai phá, xây dựng, phát triển và làm rạng danh vùng đất Cù Lao Ông Chưởng Chợ Mới, quê hương có vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng 2 danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, kỷ niệm 320 năm hình thành vùng đất Cù Lao Ông Chưởng Chợ Mới. Đồng thời, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.